Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 20 tháng 9. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa. Mưa chỉ tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều và trong ngày, nhiều nơi vẫn duy trì nắng ráo. Nền nhiệt hôm nay và ngày mai ở mức vừa phải, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực phía Bắc cao hơn 1 độ. Trên biển, dưới tác động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, nên ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo đang có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 21 tháng 9 năm 2022, mực nước cao nhất 320cm xuất hiện lúc 1 giờ, thấp nhất 90cm xuất hiện lúc 16 giờ 30 phút.